Thưa quý vị, sớm gia nhập vào đội quân biệt động Sài Gòn để chống lại bè lũ bán nước, ngụy quân, ngụy quyền, Lê Việt Bình, thường được gọi là Lê Xuân Đường hay Hai Đường, là cái tên từng khiến cả sào huyệt của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoang mang và run sợ. Với sự nhanh nhẹn, mưu trí và dũng cảm của mình, Hai Đường cùng các đồng đội trong đội trinh sát B5 đã thực hiện những cuộc diệt ác trừ gian rúng động Sài Gòn Gia Định, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Mời quý vị hãy cùng theo dõi chiến công lừng lẫy của đội trinh sát B5 cùng với những phi vụ ám sát hàng loạt nhân vật chóp bu của chính quyền Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ qua video ngày hôm nay. Cũng như bao người dân Việt Nam sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh ly loạn, tuổi thơ của Lê Việt Bình, sinh năm 1942 ở Hương Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, gắn liền với những tháng ngày cơ cực lầm than. Khi vừa tròn 20 tuổi, tốt nghiệp hệ phổ thông 7/10, Lê Việt Bình được công an đặc khu Vĩnh Linh tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân vũ trang. Sau đó, ông có gần 2 năm vào Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. Dịp Tết Nguyên đán 1966, Lê Việt Bình được cử ra Bắc dự khóa đặc công thành do Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang tổ chức. Sau gần một năm học tập, chàng đặc công trẻ đã được trang bị các nghiệp vụ, kỹ năng, hoạt động để trở vào Nam chiến đấu lần thứ hai. Tháng 10 năm 1966, ông có mặt trong đoàn cán bộ của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lên đường vào Nam chi viện cho chiến trường B2 và được phân công về đội trinh sát vũ trang B5, Ban An ninh T4. Đây là một đơn vị giống như biệt động thành, có nhiệm vụ trừ gian diệt ác, tập trung vào các đối tượng phản động cao cấp ngay tại nội đô Sài Gòn. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, Lê Việt Bình được phân công vào hoạt động trong nội thành, móc nối vào cư trú tại một gia đình cách mạng tại khu vực Phú Lâm và sử dụng giấy tờ giả với tên gọi là Lê Xuân Đường, bí danh Hai Đường. Hàng ngày hành nghề hớt tóc dạo bằng xe đạp để kiếm sống, đồng thời để che mắt địch và nắm địa bàn. Bước vào chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Hai Đường đã tiếp nhận vũ khí và được cấp trên phân công cùng đồng đội hỗ trợ cho lực lượng địa phương tiến công và nổi dậy. Với dáng người nghiêm nghị, quắc thước nhưng rất thân thiện, cựu chiến binh Lê Việt Bình đã kể lại quá trình đấu tranh đầy nguy hiểm, gian khó của mình và đồng đội trong lòng nội thành, thủ phủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, chế độ ngụy quân ngang ngược công khai rằng đã quét sạch Việt Cộng ra khỏi Sài Gòn. Trước tình thế như vậy, chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ, ngay sau Tết Mậu Thân phải cắm cử ở lại trong thành phố để theo dõi tình hình địch. Đặc biệt, chỉ thị của cấp trên yêu cầu nhanh chóng tiêu diệt những tên ác ôn đầu sỏ của chế độ phản động, khiến chúng tôi ngày đêm day dứt nghĩ kế hoạch đánh địch. Ngày 1 tháng 2 năm 69, lực lượng B5 cắm trong nội đô đã tiến hành ám sát thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm, là nhân vật vô cùng quan trọng của Tổng nha Cảnh sát, ông Bình kể. Mặc dù nay đã ngoài 70, nhưng ông Bình vẫn nhớ như in vụ ám sát tham mưu trưởng tham mưu biệt bộ phủ Tổng thống, gây rúng động dư luận. Vào khoảng 9 giờ 10 ngày 1 tháng 2 năm 1969, tôi và các đồng chí trong nhóm phát hiện hai chiếc xe Jeep màu đen hộ tống xuất hiện, còi rú inh ỏi. Phía sau đó là chiếc xe con du lịch màu đen chở thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm đang di chuyển trên đường vào huyện Thanh Quan. Tới ngã tư đèn tín hiệu giao thông thì đoàn xe dừng lại. Lúc này năm anh em chúng tôi chở nhau trên 3 chiếc xe máy, trên tay mang nhiều thuốc nổ, lựu đạn. Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, tôi đã ném những hộp chất nổ vào đoàn xe rồi tẩu thoát cùng đồng đội. Các vệ sĩ nhanh chóng báo động, thiếu tướng Kiểm mở cửa xe kịp thoát lên lề đường thì hai tiếng nổ phát ra làm cháy cả 3 xe. Trong vụ nổ này, thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm bị thương nơi cổ chân trái, được đưa vào điều trị tại bệnh viện. Sau đó không lâu có tin cho rằng Nguyễn Văn Kiểm đã chết khi đang trên đường đưa đi điều trị vết thương ở nước ngoài. Sau vụ ám sát tướng Ngụy gây rúng động Sài Gòn, những nhân vật như Nguyễn Văn Cạn, Hoàng Sinh hay Trần Văn Cường, tức Lê Việt Bình, đã nằm trong danh sách đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái tên Trần Văn Cường cũng đã khiến tướng lĩnh Ngụy quân hoang mang lo sợ và tìm cách điều tra tiêu diệt. Chúng đã cử người ra tận quê hương để điều tra thân nhân lý lịch của ông nhưng không có kết quả. Ngay sau những vụ ám sát các con át chủ bài của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhận chỉ thị cấp trên, Lê Việt Bình cùng đội biệt kích táo bạo lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Trần Văn Hương. Bởi sau cuộc đánh vỗ mặt của ta vào Tổng tấn công Mậu Thân và vụ ám sát Nguyễn Văn Kiểm đã khiến Nguyễn Văn Thiệu ép Nguyễn Văn Lộc từ chức, Trần Văn Hương lên thay Lộc làm Thủ tướng. Ông Hương là người quyết liệt chống Cộng và cũng nổi tiếng về sự thận trọng. Kể từ sau Nguyễn Văn Kiểm bị ám sát, ông ta dọn nhà vào doanh trại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cư trú.
Đó là nơi ẩn trú an toàn vì con đường Bạch Đằng, nay là Tôn Đức Thắng, đi vào khu vực này là đường độc đạo, lại được lính có vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt. Tình hình trận địa được bố phòng như vậy, việc ám sát Trần Văn Hương gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, toàn đội B5 vẫn cương quyết thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tử vì mục tiêu thống nhất đất nước. Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế, cũng như nắm bắt quy luật đi lại của mục tiêu, toàn đội B5 quyết định thực hiện lệnh tử hình Thủ tướng Trần Văn Hương tại ngã ba Nguyễn Du, Cường Để, nay là đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Thời gian được ấn định là cuối giờ làm việc buổi sáng ngày 6 Tết Kỷ Dậu, tức là ngày 3 tháng 3 năm 1969 dương lịch, khi đoàn xe của Trần Văn Hương từ trong dinh Thủ tướng chạy về hướng Bộ Tư lệnh Hải quân. Sáng sớm ngày 6 Tết Kỷ Dậu năm 69, Lê Việt Bình đạp chiếc xích lô chứa mìn đến khu vực nhà thờ Đức Bà, chờ thời khắc hành động. Khi đến nơi, trinh sát mật cho biết hủy nhiệm vụ vì Trần Văn Hương chưa đi làm. Ông Bình đạp xe về kho ở Tân Bình cất giấu chờ lệnh mới. Sáng ngày 7 Tết, cả tổ nhận lệnh tập kết để chờ Trần Văn Hương trở về từ dinh Thủ tướng. Không ngờ hôm đó Hương cùng Nguyễn Văn Thiệu đi trực thăng đến tòa đại sứ Mỹ ăn nhậu, cả tổ lại giải tán. Sáng ngày 8, cả tổ lại tập kết tại khu vực nhà thờ Đức Bà chờ mục tiêu. Lê Việt Bình đạp xích lô chở đồng chí Tư Hổ và quả mìn. Khi tiếng chuông đồng hồ trên tháp bưu điện Sài Gòn điểm 12 tiếng, cả tổ tiến về vị trí định sẵn. Đoàn xe của Trần Văn Hương vừa rẽ vào đường Nguyễn Du, Lê Việt Bình đẩy chiếc xích lô ra giữa ngay đường, đầu xe chở Trần Văn Hương. Đoàn xe của Trần Văn Hương khựng lại. Lê Việt Bình giật nụ xòe quả mìn ném vào đoàn xe rồi chạy nhanh vào lề đường nấp sau gốc cây. Do mìn không nổ nên Trần Văn Hương may mắn thoát chết. Tuy vậy, dư chấn từ những vụ ám sát giữa nội đô do ông Lê Việt Bình và đồng đội thực hiện đã khiến cho bọn quan chức, tướng lĩnh của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và quân Mỹ hoảng sợ. Ông Lê Việt Bình hồi tưởng lại phút giây đó. Trái đất như ngừng quay để chờ tiếng nổ, thế nhưng nó không nổ. Dây dẫn kíp nổ cháy hết nhưng không đủ tác động đến kíp nổ. Sáu sinh ném bồi một quả mìn cầm tay nó cũng không nổ. Lúc này bọn cận vệ đã hoàn hồn, nhảy xuống đất bắn xối xả về phía chúng tôi. Út Cạn bắn súng ngắn kiềm chế địch, một khẩu súng ngắn làm sao địch lại hàng chục khẩu tiểu liên tự động. Tôi nhảy lên chiếc Honda toàn tẩu thoát, chúng bắn bể chiếc máy của chiếc xe. Tôi ngoái lại trông thấy Út Cạn bị chúng đè nghiến xuống đất, tôi cắm đầu chạy. Một chiếc Jeep phóng lên kề sát tôi. Tôi bị toán lính trên xe chụp ngã xuống đất. Mãi sau này chúng tôi mới vỡ lẽ, lý do mình không nổ. Do rời trận đánh mấy ngày so với kế hoạch nên dây cháy chậm bị chất nổ dẻo làm ẩm. Út Cạn và Lê Việt Bình bị toán lính cận vệ đánh thừa sống thiếu chết tại chỗ rồi bị di lý về Cục An ninh Quân đội tra khảo. Không tra khảo được gì, chúng lại đẩy hai ông sang cầu Lưu Xá, tức trại giam của khối điều tra đặc biệt thuộc Tổng nha Cảnh sát tra khảo tiếp. Tường thuật vụ này báo Đuốc Nhà Nam, một tờ báo đối lập với Nguyễn Văn Thiệu có trụ sở tại Sài Gòn, số 97, phát hành vào ngày 29 tháng 4 năm 1969 giật tít. Điều tra đặc biệt, chiếc xích lô tiền định. Bài báo có đoạn: còn một tên đặc công lợi hại mà chúng tôi chưa nói rõ về tung tích của hắn, đó là tên Trần Văn Cường, tức Lê Việt Bình. Tên này đóng giả phu xích lô, có nhiệm vụ đạp chiếc xích lô chở quả mìn định hướng trực sẵn ở ngã tư Nguyễn Du, Cường Để. Vậy Trần Văn Cường là ai? Sinh quán tại Quảng Trị. Cường chào đời năm 1942, năm nay hắn 27 tuổi, tính theo dương lịch. Không rõ ra Bắc Việt vào năm nào, chỉ biết hắn là một cán bộ cộng sản xâm nhập miền Nam. Sau 5 tháng tra tấn Lê Việt Bình suýt chết nhiều lần, địch vẫn không khai thác được gì. Ngày 8 tháng 8 năm 1969, chúng ép ông và Út Cạn vào một phiên xử kín gọi là Tòa án quân sự đặc biệt thuộc vùng 3 chiến thuật để tuyên án Trần Văn Cường, tức Lê Việt Bình, án tử hình. Vào thời điểm này, ta đang giam giữ một số tù binh cao cấp của quân đội Mỹ. Mỹ muốn Việt Nam Cộng Hòa dùng những người cách mạng mang án tử của chúng làm con tin trao đổi. Vì vậy, ông được đổi thành án chung thân khổ sai rồi bị đày ra quân đảo. Ông đã chiến thắng trận chiến cân não trong tra khảo, bảo vệ thành công lý lịch quân nhân của mình. Bởi biết chắc, ông thuộc lực lượng công an nhân dân chính quy, chúng sẽ đẩy ông ra nhà tù Phú Quốc. Chiến tranh kết thúc, Thiếu tá Lê Việt Bình tiếp tục công tác trong lực lượng công an nhân dân, rồi sau đó được cấp trên điều chuyển qua một số đơn vị, thực hiện một số nhiệm vụ khác trước khi về hưu vào năm 2002. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã từng được tặng thưởng nhiều huy chương cao quý như huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng 2, huy chương vì sự nghiệp an ninh tổ quốc. Nhưng điều khiến ông tự hào nhất là khi Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban An ninh T4,
nơi mà ông đã từng gắn bó một thời. Đội trinh sát B-5 ra đời ngày 20 tháng 5 năm 1962, quân số ban đầu được tuyển chọn từ những cán bộ chiến sĩ của U-25. Năm 1968 đổi thành đoàn 180, có năng lực sở trường về công tác trinh sát. Nhiệm vụ của trinh sát B-5 là nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn và mọi diễn biến của các cuộc hành quân Mỹ Ngụy để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên nhằm chủ động đối phó đánh địch từ xa, ngăn chặn mọi cuộc hành quân càn quét của địch vào khu căn cứ, đồng thời trực tiếp chiến đấu và tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị bạn trong mọi tình huống. Với quân số ít nhưng địa bàn hoạt động của trinh sát B-5 gần như bao trùm toàn bộ các khu vực rộng lớn của Tây Bắc Sài Gòn. Sóc Con Trăng, Suối Bà Tiên, Bảy Bầu, dọc tỉnh Lộ 4, Núi Bà Đen, Tua 2, Ngã Ba Vịnh, Trà Vong, Mỏ Công, Trại Bí, Cần Đăng, Lò Sò, Xóm Giữa, Lộ 22, Tà Âm, Tà Nốt, Sa Mát, Thiện Ngôn thuộc Tây Ninh và khu tiếp giáp biên giới Campuchia. Hoạt động trong điều kiện địa hình thời tiết vô cùng khó khăn gian khổ. Trong khi đó, Mỹ Ngụy sử dụng phương tiện chiến tranh hiện đại, nguồn lực quân sự, vũ khí, xe tăng, máy bay, chất độc hóa học, hòng truy quét, tìm và diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam. Nhưng với ý chí quyết tâm, nhiệt huyết, tận trung với Đảng, trinh sát B-5 đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy phẩm chất kiên cường, gan dạ, dũng cảm, khôn khéo, mưu trí, sáng tạo, không sợ hy sinh gian khổ, ngày đêm bám địch, nắm chắc tình hình, thu thập thông tin, xử lý kịp thời các tình huống. Trải qua 13 năm thực hiện nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu đánh địch bảo vệ căn cứ, trinh sát B-5 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trinh sát B-5 đã góp phần cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã có 35 cán bộ chiến sĩ ưu tú của trinh sát B-5 anh dũng hy sinh, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bị thương tật vĩnh viễn. Sau ngày đất nước thống nhất, các cán bộ chiến sĩ đội trinh sát vũ trang B-5 đã có dịp tiếp cận những hồ sơ của Tổng Nha Cảnh sát và Cục An ninh Quân đội Sài Gòn. Trong số đó có hồ sơ các vụ diệt trừ sĩ quan và chính khách Việt Nam Cộng Hòa giữa nội đô Sài Gòn cách đây hơn 40 năm. Ông Nguyễn Văn Lệnh, biệt danh là Tư Hổ, nguyên chỉ huy phó đội trinh sát vũ trang B-5, đã kể lại quá trình chuẩn bị và những bước tiến hành các vụ diệt ác trừ gian của lực lượng đặc công thành sau chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Trước đó, tôi đã có nhiều năm giấu mình bằng việc dùng thẻ căn cước giả, giấy miễn quân dịch, rồi mua căn nhà số 116/2, ấp Phú Trung 3, xã Phú Thọ Hòa, quận Tân Bình để làm hầm cất giấu vũ khí, tự chế chất nổ. Ông Lệnh cho biết, từ nửa cuối tháng 1 năm 1969, một kế hoạch diệt trừ đã được ông và Nguyễn Công Tâm, tức là Ba Hiệp, chỉ huy trưởng B-5, bàn bạc kỹ lưỡng. Mục tiêu khi đó là Trung tướng Linh Quang Viên, Tổng trưởng Nội vụ, Phụ tá An ninh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Linh Quang Viên quê ở Cao Bằng, từng tốt nghiệp trường trung học Ambessaro ở Hà Nội. Năm 1953, Viên được cử đi đào tạo chuyên ngành tham mưu tại Pháp, sau đó được quan thầy Mỹ đưa sang đào tạo chuyên ngành chỉ huy và tham mưu cao cấp tại Fort Leavenworth, Hoa Kỳ. Với mục đích gây tiếng nổ giữa nội đô và nhằm vào việc tiêu diệt các nhân vật có nhiều nợ máu với nhân dân, Ban chỉ huy B-5 đã quyết định đưa Linh Quang Viên vào tầm ngắm. Ba Hiệp và Tư Hổ đề ra hai phương án đánh Linh Quang Viên. Phương án 1 là tiêu diệt y ngay tại nhà riêng ở 151 đường Nguyễn Thông, quận 3. Nhưng qua nghiên cứu thấy phương án này rất khó thực hiện bởi nhà Viên có lính bảo vệ cẩn mật. Xung quanh nhà lại có hàng rào thép gai chắc chắn, điện thắp sáng suốt đêm. Phương án 2 là đợi Viên đi ra khỏi nhà, ta cử người bám theo, thời cơ thuận lợi sẽ tiêu diệt. Phương án này không đòi hỏi nhiều người tham gia, không cần sử dụng nhiều vũ khí. Lúc đánh xong, ta có thể dễ dàng rút lui an toàn. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, chỉ huy B-5 đã quyết định sử dụng phương án 2. Sau mấy ngày chia thành các nhóm trinh sát và cho hai xe máy chở các chiến sĩ đặc công thành thực tập phương án, chỉ huy B-5 chọn thời điểm thực hiện nhiệm vụ mưu sát là ngày 1 tháng 2 năm 1969. Thời gian địa điểm cụ thể không quy định trước, ta bố trí bám theo xe Viên và khi nào thuận lợi sẽ ra tay. Vũ khí chủ yếu là những trái mìn tự tạo với trọng lượng khoảng 1,5 kg thuốc nổ C4. 6 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, các trinh sát của ta có mặt tại ngã tư Nguyễn Thông, Phan Thanh Giản. Nửa giờ sau, chiếc xe 4 chỗ vẫn thường chở Viên và hai xe Jeep hộ tống lao ra khỏi khu Gia Bình. Khi đoàn xe tới ngã tư bà huyện Thanh Quan, Phan Thanh Giản, gặp đèn đỏ, ba xe dừng lại. Thời cơ thuận lợi, út cạp, giật nụ xòe và ném trái mìn vào đầu chiếc xe 4 chỗ được xác định là xe chở Linh Quang Viên.
sau đó trinh sát hai đường ném trái mìn vào hai xe jeep hộ tống. Những tiếng nổ lớn làm cho bọn địch không kịp trở tay. Những tên ngồi trong xe bị thương vong nặng. Hai trong số ba chiếc xe ô tô bị phá hủy. Bốn trinh sát Út Cạn, Anh Đồng, Sáu Sinh hai đường rút lui an toàn bằng xe máy. Ngày hôm sau, diễn biến vụ đánh mìn trên đường phố Sài Gòn đã được báo chí Sài Gòn mô tả chi tiết. Khi ấy, các chiến sĩ đội trinh sát vũ trang B5 mới hay, viên tướng trong xe 4 chỗ màu đen không phải là Linh Quang Viên mà là Nguyễn Văn Kiểm. Viên tướng 2 sao đang giữ chức tham mưu trưởng biệt bộ phủ tổng thống. Kiểm đã vô tình trở thành mục tiêu của lực lượng đặc công thành, bởi đúng ngày đó y lại sử dụng chiếc xe mà mọi ngày Linh Quang Viên vẫn dùng. Do cả hai viên tướng đều trú trong cùng khu gia binh ở đường Nguyễn Thông, nên các chiến sĩ đặc công thành đã có sự nhầm lẫn ngẫu nhiên. Theo tin ta nắm được, Nguyễn Văn Kiểm chuẩn bị được cất nhắc lên thay vị trí của Linh Quang Viên, và không may cho hắn, Kiểm đã bị cụt chân trái, phải tháo khớp. Sau khi được đưa ra nước ngoài chữa trị thì Kiểm cũng tử vong ít ngày sau đó. Khi hay tin ta đánh nhầm, anh em trinh sát B5 rất lo sẽ bị cấp trên phê bình. Nhưng rồi mọi người đều thở phào khi được lãnh đạo ban an ninh T4 biểu dương. B5 đã diệt được một viên tướng không kém phần máu mặt ở thời điểm ấy, ông Lệnh kể. Đọc lại những trang hồ sơ mà kẻ địch từng gọi họ là những can phạm, các chiến sĩ an ninh và đặc công của ta đã hiểu thêm về những hoạt động nhằm đập tan luận điệu mà đối phương từng rêu rao là đã quét sạch Việt Cộng ra khỏi Sài Gòn sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trong hồ sơ 486 có tiêu đề Phúc trình điều tra sơ khởi vụ mưu sát Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm ngày 1 tháng 2 năm 1969, Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn đã đề cập tới những điều tra ban đầu quanh vụ diệt trừ viên tướng đang giữ chức tham mưu trưởng biệt bộ phủ tổng thống. Bản phúc trình đề cập tới diễn biến xảy ra vụ mưu sát vào lúc 9 giờ ngày 1 tháng 2 khi tướng Kiểm có mặt trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ cùng hai xe jeep có quân lính hộ tống trên đường từ nhà riêng tới phủ tổng thống. Xe của tướng Kiểm và hai xe jeep bị ném mìn. Vụ nổ làm tướng Kiểm và các binh lính Tháp Tùng bị thương vong nặng. Bốn người đàn ông thực hiện đã trốn thoát bằng xe máy.